Xin chào tất cả các bạn trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình làm cái clip này là cái phần 5, cũng là clip cuối cùng trong cái series mình làm hồ cá kết hợp với hồ non bộ. Thì đây là phần cuối cùng và cũng là cái phần dễ nhất. Mình đã chia sẻ cho các bạn rất là đầy đủ và cũng hy vọng rằng sau khi xem xong thì các bạn cũng có thể làm cho mình một cái hồ cá kết hợp với một cái hồ non bộ để trong nhà được như ý các bạn mong muốn. Và bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào làm. Đầu tiên, để làm một cái cây bonsai giả thì các bạn cần có một cái gốc cây. Gốc cây này thì các bạn có thể ra mình bứng những gốc cây mà loại nào cũng được các bạn, miễn là thân nó là thân gỗ tương đối là cứng cáp tí xíu thì mình có thể cắt ngang mình bứng lên và làm vệ sinh đất sạch sẽ nhé các bạn. Mình sẽ cưa bớt những cái rễ thừa không dùng đến, nhưng các bạn khi cắt cũng cẩn thận vì những cái rễ thừa này mình sẽ để làm nhánh cây, cho nên mình đừng có cắt vụn quá thì nó hơi khó sử dụng. Ở đây thì mình tận dụng tất cả những gì xung quanh mình để chia sẻ với các bạn. Còn nếu các bạn có điều kiện hoặc là gần những cái chỗ bán những cái phụ liệu cho cá cảnh các bạn, thì các bạn có thể mua những cái cây lũa lâu năm á, thì các bạn làm nó sẽ đơn giản và nó đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng mình thì mình chia sẻ những cái gì mà xung quanh mình đều có cho các bạn ở những cái chỗ xa, các bạn không có điều kiện để đi mua được những cái gốc cây lũa thì cũng rất là khó khăn, thì các bạn có thể làm theo cách của mình. Các bạn khi cắt những cái phần rễ thừa đi á, thì các bạn chừa lại những cái rễ chính. Và các bạn cũng lưu ý là chừa những cái rễ chính này, rồi những cái rễ nó tương đối là đẹp và thích hợp theo cái bố cục sắp xếp của mình. Thì tiếp theo mình sẽ dùng dao mình lột bỏ hết cái phần vỏ của cây. Mình sẽ tận dụng những cái rễ thừa này để làm nhánh cây. Thì các bạn cứ lựa những cái rễ nào mà tương đối nó cũng giống với nhánh cây các bạn, và cắt bỏ những cái rễ nó quá nhỏ đi không sử dụng được. Mình sẽ mài bớt những cái chỗ mà mình cắt những cái rễ cây đi á, nó bị ngang, nó không có tự nhiên.
mình sẽ phan vài cái vị trí để mình gắn nhánh cây vô. Các bạn nên sắp xếp cái gốc cây lên trên cái hòn đồng bộ. Vì mình sắp xếp như vậy, mình sẽ biết được vị trí nào mình cần thêm nhánh cây và những chỗ nào nó thiếu á, mình cần thêm thì nó sẽ dễ hơn cho mình. Những cành cây mà mình gắn thêm vào á, thì mình dán bằng cây gắn sắt với lại mặt cưa. Sau đó mình sẽ dùng máy mài, mài bớt đi những cái phần mặt cưa nó bị dư thừa. Thế là những cái nhánh tùng mình đã đặt mua trên Sen Đỏ. Thì với cái cây này mình sẽ sử dụng 4 cái cành như vậy. Mỗi một cành mình mua là 25.000. Cái loại này thì cái lá nó gỡ ra rất là dễ dàng. Thì các bạn gỡ tất cả những cái lá ra, chừa những cái cành lại thôi. Thì mỗi một cành như vậy các bạn sẽ chia làm đôi và dán vào những cái cành cây có sẵn của mình. Thì nó sẽ ra như thế này các bạn. Mình có thể dán bằng keo silicon á, cộng với keo dán sắt. Sau khi dán xong thì các bạn mua một chai sơn xịt để các bạn xịt lên cho cái màu nó được liền lạc hơn. Thì các bạn thích màu nào thì xịt màu nấy thôi. Tại mình thì có sẵn cái màu này nên mình xịt luôn. Và nếu các bạn xịt những cái màu nâu vàng thì nó sẽ có lẽ là nó sẽ sáng hơn, nó đẹp hơn các bạn. Nhưng mà tại cái này có sẵn cho nên mình xịt luôn, mình không có công đi mua. Các bạn cứ để cho sơn nó khô hẳn rồi các bạn hãy gắn lá lên. Cái loại này thì gắn lá rất là dễ dàng. Và cái lá tùng này thì mình thấy cũng đẹp nữa. Có nhiều chỗ bán mình thấy cái màu nó không được tự nhiên bạn, nhưng mà cái loại lá này mình thấy rất là đẹp. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cách để tự làm một cái cây xanh gắn lên cái hòn đồng bộ. Clip mình đến đây cũng xin kết thúc. Những clip trước nếu bạn nào mà chưa xem thì các bạn có thể vào kênh mình để xem. Và bạn nào nếu chưa đăng ký thì hãy vào đăng ký kênh để nhận được những clip mới nhất từ mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.